theo đúng lịch tiêm chủng, ngày hôm nay chị Vàng cho con đi chích ngừa mũi sởi đầu tiên khi bé được 9 tháng. Việc này tưởng chừng bình thường nhưng không nhiều phụ huynh quan tâm. Chị thấy sởi thì nó cũng nguy hiểm cho nên đưa bé đi tiêm an toàn cho bé thôi. Tại vì nó có dịch sởi, chị có lo lắng không? Cũng có, cho nên tranh thủ đưa bé đi tiêm cho đúng lịch. Thấy là mấy cái tiêm là nó rất là quan trọng, tiêm đầy đủ cho bé, cho bé phòng ngừa. Dù có thể phòng ngừa sởi bằng vaccine cho con, nhưng nhiều phụ huynh lại từ chối. Như với chị Trang, dù muốn tiêm ngừa theo đúng độ tuổi cho con, nhưng lại không thể. Khi mà nó còn nhỏ, do nó cứ bệnh vặt hoài á, như sổ mũi, ho, đồ á, cảm, sốt, đồ, lên đây bác sĩ khám thôi, không có cho tiêm. Không có nghe trên TV đồ, dịch sởi đồ á, nên bây giờ em dẫn lên bác sĩ cho tiêm mũi sởi thì em tiêm. Tỷ lệ mà người phụ huynh mà đồng ý tiêm cho bé đó, thì cũng đã mức cao, chỉ trên 50%. Chỉ có một trường duy nhất là có 100% phụ huynh đồng ý cho bé tiêm. Trên là 123 trường. Cái thứ hai nữa là triển khai tiêm cộng đồng. Thì theo dự kiến thì khoảng 10% bé không đi học cộng đồng phải mời ra tiêm. Nhưng tới khi mình gửi thư mời mình xuống, nhưng cái số lượng bé ra thì rất ít. Theo ngành y tế, việc duy trì tỷ lệ tiêm 2 mũi vaccine sởi ở trẻ dưới 2 tuổi đạt 95% là yếu tố cơ bản để loại trừ bệnh sởi. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm bổ sung sởi rubella cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi tại quận Bình Thạnh mới chỉ đạt 86% trong cộng đồng và 75% tại trường học. Vì cộng đồng không thực hiện tiêm chủng đầy đủ khiến trẻ dễ mắc bệnh và sẽ lây lan thành dịch. Đây cũng là điều trăn trở của ngành y tế khi tỷ lệ tiêm chủng chưa cao. Bệnh sởi không là ai cũng trước đây ai cũng mắc một lần trong đời, mắc rồi không bao giờ mắc lại, đó là bệnh tự nhiên, phải không ạ? Nhưng khi chúng ta đã tiêm rồi, ta chủ động tạo một kháng nguyên vào cơ thể để cơ thể sản sinh ra kháng thể, thì nếu như đáp ứng thì chỉ tiêm một mũi là đủ. Tuy nhiên cái tỷ lệ đó không đạt 100%. Hiện tại bệnh sởi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến phức tạp. Từ đầu năm 2019 đến nay, đã ghi nhận có 978 ca mắc phủ khắp 24 trên 24 quận huyện. Đáng quan tâm, trong tổng số ca mắc sởi có đến 95% là chưa tiêm phòng vaccine. Để phòng chống bệnh sởi, Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo cộng đồng chủ động thực hiện tiêm chủng vaccine nhằm bảo vệ trẻ trước tình hình dịch bệnh đang lan rộng hiện nay.